Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video đánh giá về thị trường hàng ngày của em phát nha thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để ra cho em xin một like một xe một đăng ký kênh ngoài ra chưa có rơm tín hiệu có thể quét mã qr hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào rơm tín hiệu anh em itb của đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn chuyên gia sắp tới ha rồi thì hôm nay và index có một phiên Ảnh hưởng của thị trường thế giới, Dow Jones đã giảm điểm mạnh thì đầu phiên có một số nhà đầu tư cũng khá là hoang mang và đã bán với cái sự mở gáp đau trong đầu phiên. Tuy nhiên thị trường lại tiếp tục được dằn co và kéo lên khá là tốt quay về có mức đâu đó xanh điểm hai, đi ba điểm luôn và đến cuối phiên thì đóng cửa giảm nhẹ âm 0.36 điểm thôi à, xuống 1.258.2 điểm ha. Rồi như vậy thì trong phiên hôm nay thì cũng thanh khoản khá là thấp Trong những phiên gần đây Hôm nay chỉ có thanh khoản đâu đó là 16.544 tỷ thôi Thì trong đó có 150 mã tăng 5 mã trần 84 mã tham chiếu 308 mã giảm trong đó có 4 mã sàn ha Về bên 30 thì giảm 0.96 điểm xuống 1.262.86 điểm Với thanh khoản là 6.051 tỷ ha rồi thì những mã cổ phiếu trong phiên hôm nay cũng có khá nhiều mã cổ phiếu đến từ VN30 đóng góp và những cái mã cổ phiếu nhóm trụ đầu ngành cũng đã dẫn dắt ở thị trường trong phiên hôm nay ha. Như là hàng đầu như BID nè, rồi fbt rồi HPG, gbr MWG, SSI. là những mã cổ phiếu ngân hàng khác như là HDB, SSB, rồi STB, CTG cũng đóng góp tăng nhẹ điểm trong phiên hôm nay. Rồi thì nhìn về trên sàn hot xe thì cũng có khá nhiều những mã cổ phiếu đóng góp tích cực tuy nhiên cũng có một số mã cổ phiếu penny như dvx nè abc chiếu xạ bình minh dag cũng đóng cửa giá trần ở trong phiên ha rồi hôm nay thanh khoản mua vào là 6.632.3 tỷ ha bán ra là 6.702.1 tỷ như vậy thì thanh khoản mua và bán cũng tương tương đồng với nhau cho nên có một sự khá dàn co những mã cổ phiếu đóng góp hàng đầu về khối lượng giao dịch này như là NVL, tiếp theo là VIX, TCH, DG, DSG, VHM, SHB ha. Khối ngoại thì trong phiên hôm nay cũng có mua ròng đâu đó 42.9 tỷ thôi. Rồi, có cái sự mua rộng trở lại về cuối phiên ha. Thì cái số liệu này cũng không đáng để nói lên điều gì. Rồi về khối ngoại hôm nay bán rồng vhm nè và lại tham gia như là PVD, tch và SSI ai mở blue G ha rồi về tự danh tự danh thì trong những phiên gần đây cũng có dòng tiền bán ra tuy nhiên cũng không phải là quá lớn Rồi thì nhìn về thị trường chung cũng khá là dặn co tích lũy thôi cũng không có gì đáng quá chú ý cho về cái góc nhìn về cái tâm lý thị trường chung ha hôm nay nói chung là một sự khá là dặn co như vậy thì chúng ta cùng xét về những cái đồ thị phân tích kỹ thuật xu hướng của vn ở trong thị trường sắp tới thì trước tiên chúng ta đánh giá về cái xu hướng dài hạn của vn cũng đang nằm loanh quanh trong vùng may và chưa thoát khỏi được vùng này và cũng là một trạng thái tích lũy ở dài hạn về biểu đồ trung hạn thì hiện tại đang có những trạng thái mất cân bằng ở trong tuần này sang tuần sau trở đi thì chỉ có tích lũy và sẽ hạ nhiệt bớt cái sự uh, mất cân bằng khi những cái đồ thị xảy ra cái dấu hiệu hút giá về và cái biên hỗ trợ của khung đồ thị tuần là quanh 1245 1246 và biên hỗ trợ là... tiếp theo đó là quanh 1205 và 1220 thì cũng khá nhiều cái biên hỗ trợ trong giai đoạn này để đỡ giá ở trong cái khung đồ thị trung hạn rồi tiếp theo chúng ta cùng đi đánh giá về góc nhìn đồ thị ngắn hạn của VN Index thì hiện tại vn đã quay về test lại cái biên hỗ trợ cái vùng đáy trước đó quanh 1.247, quanh 1.247, mươi 248 và đã hoàn thành test đúng cái biên hỗ trợ của cái vùng đáy trước và có những lực cầu vào bắt đáy ở nhịp này và làm cho và kéo cái vùng giá lên đóng cửa ở mức giá lanh quanh cái vùng tham chiếu như vậy thì à, em như em đã có chia sẻ và đánh giá từ những phiên trước đó thì giai đoạn này Index vẫn có thể là nó tiếp tục nó dàn co một cái biên độ rung lắc thôi như vậy thì sẽ còn hai phiên nữa phiên ngày mai là phiên thứ sáu tiếp tục dàn co quanh đây hoặc là tăng nhẹ đến phiên à, đầu tuần đến phiên đầu tuần và thứ hai thứ ba trở đi thì cơ hội hồi phục lên quanh mức 1270 thậm chí vừa hai ngày 1270 sẽ có cơ hội tiếp diễn đại hồi phục trong thời gian tới ha còn kịch bản thị trường xấu giảm sâu hơn thì theo đánh giá hiện tại chưa có gì là quá xấu chỉ có hai tuần sau tức là nó đến cái giai đoạn tích lũy như thế này thì lúc đó thị trường có biến động có giảm hay tăng thì lúc đó nó mới xảy ra một cái xu hướng xác nhận còn hiện tại thì thị trường vẫn an toàn ở trên cái mức biên độ dao động quanh cái vùng 1245 đến 1270 thôi không có biên động quá lớn cho nên chúng ta cầm cổ phiếu cũng không quá lo ngại và cắt lỗ nhiều ở trong giai đoạn này hoặc là mua bán nhiều thì à, giai đoạn này thì em luôn đề xuất cho anh chị có thể là mình tham gia đâu đó là 30 50 phần trăm tỷ trọng lấy vị thế trước hàng về an toàn chúng ta có thể tham gia gom hàng thêm. Rồi, rồi nếu như mà kịch bản anh nếu mà tài khoản của anh chị đang còn nắm giữ hàng quá nhiều, còn đang full hàng thì canh những cái lúc thị trường có những cái à, sự hồi phục khá tốt thì chúng ta có thể là chốt bớt hạ à, bớt tiêu trọng một phần để an toàn tài khoản ha, để an toàn tài khoản đón những cái sự rung lắc tiếp theo và chúng ta tham gia. Tuy nhiên hầu như là hôm nay đã test về quanh bi hỗ trợ rồi thì em đánh giá kịch bản thị giờ muốn quay trở về đây một lần nữa là xác suất thấp còn kịch bản mà thị trường quay về đây phá luôn vùng đáy này thì chắc có thể là thị trường vẫn còn một nhịp nhúng luôn về đâu đó, đó là 1220, 1222 tức là vùng đáy trước cũng là quanh quanh cái biên hỗ trợ vùng dao găm vùng mây bollinger mua cái vùng mây bên dưới ha thì đó cũng là một cái biên hỗ trợ khá là tốt tuy nhiên trong giai đoạn này quan trọng là phiên ngày mai phiên tiếp theo thị trường có tiếp tục phá đáy gãy đi 1 hay không thì lúc đó mới xác nhận cái xu hướng của thị trường có thể là tiếp tục giảm còn lên quanh vùng này thì sẽ có hai kịch bản bởi vì hiện tại là đang một cái biên khá là nhạy cảm nhìn về cái khung đồ thị ngắn hạn một giờ thì như trong phiên hôm nay em có chia sẻ nè nó hồi phục lên nó sẽ chạm vùng này dằn co khả năng sẽ dằn co quanh đây thôi và cuối cùng là đóng cửa một cây nến một giờ nó lạnh quanh tại cái biên uh, hỗ trợ đầu đó là một hai năm bảy chín và cái điều tích cực hơn thứ nhất là giữ được trên biên hỗ trợ thứ hai thứ nhất là test lại quanh cái vùng đáy trước thứ hai là giữ được chân biên hỗ trợ nên em đánh giá là kịch bản của thị trường có thể là cái cơ hội hồi phục nó sẽ có xác suất cao hơn là cái kịch bản tiếp tục tích lũy à, đó là cái kịch bản có thể là nó sẽ hồi phục ở trong phiên ngày mai và nó sẽ có khá nhiều cái à, những cái sự dằn co rung lắc và tích lũy quanh đây chưa thể nào bùng nổ và tăng ngay được cho nên giai đoạn này thì chúng ta những không nên đánh giá quá nhiều về cái xu hướng của thị trường và chúng ta phải nhìn riêng về những mã cổ phiếu đang nắm giữ cổ phiếu chương anh tình chị đang có hàng đang nắm giữ thì chúng ta có thể là à, theo dõi có dòng tiền vào giữ trên nền hỗ trợ tốt thì chúng ta vẫn có thể tham gia gom hàng dần để đón những cơ hội hồi phục tới hàng về an toàn thì tham gia gom thêm để cho anh an toàn tài khoản ha rồi về khung đồ thị ngắn hạn hơn khung đồ thị 15 phút thì hiện tại cho một trạng thái cũng là một cái trạng thái tích lũy thôi có thể là tiếp tục dằn coi dằn coi bên đây ha đâu đó là đến à, À, sau 11 giờ đến sau 11 giờ thì có thể nó thoát khỏi cái vùng may này thì cái cơ hội tăng hay giảm thì sẽ có cái xác suất nó xác nhận nó sẽ cao hơn còn theo em đánh giá hiện tại cho phiên sáng ngày mai cũng là một trạng thái dàn co tích lũy quanh đây chưa có biến động nhiều Rồi chúng ta cùng đi đến một cái góc nhìn phân tích khác về đồ thị kỹ thuật của Index ha. Thì à, về cái một cái góc độ phân tích kỹ thuật khác đó thì à, sau khi cái nhịp nó nó phá vỡ MA20 thì nó quay về vùng dưới và chưa tiếp cận vùng Bollinger band và đã kéo lên lại test là test lại MA20 thì lại quay về cái vùng đáy trước. Như vậy thì trong giai đoạn này thì là một cái xu hướng giảm và tích lũy ở trong một cái biên hẹp thôi, cũng không có gì là quá à, đáng quá đáng kể để chúng ta đánh giá thị trường điều tích cực hơn thì cái biên bên dưới quanh 1240 mươi 243 sẽ có cái biên hỗ trợ thứ nhất là Bollinger Band thứ hai là biên hỗ trợ MA50 và thứ ba là biên hỗ trợ của kênh giá tăng cho nên em đánh giá cái biên hỗ trợ này cũng là tương đối tốt và nhìn về y chi thì vẫn có một cái biên hỗ trợ lăn quanh vùng này cho nên đánh giá là thị trường có thể chưa thể phá vỡ ngay vùng này có thể nhúng xuống đi chăng nữa cũng test quanh biên hỗ trợ này và bật lên và tiếp tục chẳng co khi nào vượt trên MA20 tức là vượt trên 1271 thì nó sẽ có cơ hội nó tiếp tục hồi phục trong thời gian tới bởi vì trong giai đoạn này nè những cái chỉ báo như rsi hay chỉ báo dòng tiền hai macd đều đang một trạng thái lấy lại sự cân bằng đang có sự trung lập rồi như những giai đoạn trước đó em đã đánh giá và chia sẻ đã có những sự phân kỳ khung đồ thị ngày như chúng ta thấy nè đỉnh sau liên tục cao hơn đỉnh trước và những chỉ báo như rsi đỉnh sau liên tục thấp hơn đỉnh trước và chỉ báo như dòng tiền cũng cho thấy thấp hơn đỉnh trước đây là một cái dấu hiệu phân kỳ của golden như vậy thì cái biên này đã quay về lanh quanh lấy lại sự cân bằng như vậy thì thị trường hầu như hiện tại đã lấy lại đủ cái sự cân bằng và có thể kéo lên được rất là bình thường vẫn có cơ hội khá sáng cho cái cơ hội hồi phục của bạn internet trong thời gian sắp tới rồi đó là một số đánh giá về góc nhìn xu hướng của thị trường chúng ta cùng đi tham khảo thêm về một số mã cổ phiếu nhóm ngành để chúng ta sẽ có những góc nhìn đánh giá về cái khả năng thị trường có ảnh hưởng chung không rồi trước tiên là về những một số mã cổ phiếu nhóm ngành bất động sản ha. Bất động sản như là VIT này, Vinhome trong phiên hôm nay cũng dàn coi tích lũy thôi. Rồi NVL này, NVL test quanh cái biên hỗ trợ 17.4 và rút chân lên đóng cửa mức giá 17.75 tức là test hỗ trợ xong kéo lên vùng này thì em cũng có chia sẻ cho đơn cho anh chị tham gia cổ phiếu NVL ha rồi, rồi PDR anh chị quan tâm có thể lấy vị thế quanh vùng giá là 30.9 đến 31 nè và phần còn lại có thể chờ tham gia thêm quanh vùng giá là 30 ha theo đánh giá PR cũng có những cơ hội trong vùng gian tới nè rồi KBC em cũng có chia sẻ cho anh chị ha rồi DXG nữa này rồi NLG thì cần phải chờ tích lũy thêm nha anh chị rồi Nam Long thì có thể đâu đó là khoảng 3 phiên nữa đi nó giữ được quanh cái vùng 41 thì chúng ta có thể tham gia cái biên này vừa là biên hỗ trợ khá tốt vừa là có những giảng thái cân bằng vừa là biên hỗ trợ tuần thì theo đánh giá là Nam Long có thể là chờ quanh tham gia quanh vùng giá 41 ha sẽ có cơ hội hồi phục rồi tiếp theo DG hôm nay cũng tết quanh lanh quanh cái biên hỗ trợ à, vùng key nào quanh vùng giá 31.8, 32 thì đoạn này thì anh chị quan tâm thì có thể lấy trước 50% tỷ trọng nè và chờ về có về được quanh vùng giá 30 thì tham gia thêm phần còn lại ha, Biên độ này cũng không quá lớn. Nếu như anh chị tham gia đầu tư chung vào hạn thì có thể là tham gia gom dần trong giai đoạn hiện tại. Như vậy thì à, nhìn về chung về những cái mã cổ phiếu nhóm mình bất động sản ở trong phiên hôm nay thì à, cũng có mã đã lấy lại những sự cân bằng và có những mã cổ phiếu vẫn chưa lấy lại cân bằng cho nên em đánh giá là trước tiên là cái nhóm bất động sản đang khá là dàn co rồi nhìn về một số mã cổ phiếu nhóm chứng khoán này như ở đất ai cũng chưa về cái vùng nền hỗ trợ nha ở đất ai vẫn có biên hỗ trợ đâu đó là quanh vùng giá 36 tích lũy về vùng này thì cũng là cơ hội cho anh chị tham gia rồi hcm ha vnd này shs này rồi fts agr thì khá nhiều những mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán trong phiên hôm nay tiếp tục dàn co và tích lũy chưa quay về biên hỗ trợ thì cho nên em đánh giá thị trường có thể là sẽ vẫn còn những sự dằn co rung lắc trong những phiên tiếp theo để cái nhóm ngành này nó quay về những quyền hỗ trợ thì khi đó thị trường có thể nó hồi phục kéo lên nó sẽ có xác suất nó cao hơn rồi tiếp theo là những nhóm ngành như nhóm ngành thép hôm nay cũng có khá nhiều những cái tin tức đưa ra khá là tốt thứ nhất là về HBG đưa ra báo cáo lợi nhuận khá là tốt ở trong cái quý 1 năm 2024 và hiện tại về kỹ thuật thì cổ phiếu HBG sẽ có vùng kháng tự gần nhất quanh vùng giá như vậy thì vượt trên 30.2 sẽ có cơ hội tiếp diễn đạo hồi phục ha và cái biên hỗ trợ hôm trước em đã có chia sẻ trong rơm cho anh chị tham gia qua nguồn giá là 29.2 đến 29.5 đoạn này có thể tham gia một cái biên hỗ trợ khá là tốt ra rồi rồi tiếp theo như là HSG này HSG vẫn đang giữ được trên những biên hỗ trợ này rồi NKG nè vẫn đang giữ được trên những biên hỗ trợ cũng tương đối là tốt em đánh giá trong giai đoạn sắp tới ANKG à, thì hôm nay có thêm những cái thông tin cũng khá tích cực đến cổ phiếu này ha rồi Đây, nhóm dầu khí thì cũng có những cái mã cũng khá tích cực ở trong phiên hôm nay à, pvs này rồi pvd cũng hồi phục nhẹ nè pvt cũng là loanh quanh viên hỗ trợ ha rồi, rồi, rồi PAT nè nói chung là những mã cổ phiếu như là à, cổ phiếu uh, nhóm dầu khí thì trong phiên hôm nay cũng có một số mã cũng uh, đóng góp giữ được một cái sắc xanh cũng tương đối là tốt ha rồi tuy nhiên có về GAS và p là thì hôm nay cũng giảm nhẹ ha bsr cũng loanh quanh vùng này Rồi, nhóm phân bón hôm nay cũng uh, lình trình tích lũy ha chưa có cái dấu hiệu hồi phục trở lại rồi tiếp theo là về nhóm uh, rồi thì nhìn chung những cái nhóm uh, cổ phiếu chính là như trước tiên là nhóm ngành uh, bất động sản vẫn đang dần co tích lũy này rồi nhóm ngành chứng khoán vẫn phải chờ tích lũy thêm và nhóm phân bón dầu khí ngành thép thì cũng đang có sự hồi phục chỉ còn rồi nhóm ngân hàng thì vẫn đang dần co trong phiên hôm nay luôn vẫn chưa có cái dấu hiệu là thị trường có thể nó sẽ kéo lên và tích cực được trong thời gian tới ha và hiện tại thì uh, trong những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng thì có cổ phiếu ACB đã lấy lại biên hỗ trợ quanh vùng giá là 26.9 thì đây cũng là cơ hội cho chị tham gia gồm một phần lấy vị thế ha lấy vị thế đón những cơ hội hồi phục trong thời gian tới nha Được rồi rồi VIP anh chị quan tâm có thể là sẽ tham gia là quanh cái vùng 22.6 nè lấy vị thế trước 50 phần trăm tỷ trọng ha hàng quê an toàn và thị trường có những dấu hiệu tiếp tục tích cực thì chúng ta có thể là tham gia gồm thêm 50 phần trăm còn lại để đón những cơ hội hồi phục hiện tại thì uh, VIP sẽ có một kháng cự quanh giá 23.7 hay 23 3.8 nha anh chị có thể hồi phục lên vùng này và sau đâu đó là khoảng hơn một tuần nữa vượt trên vùng kháng cự này mới có cơ hội tiếp tục hồi phục tuy nhiên quanh viên hỗ trợ thì chúng ta có thể chia tỷ trọng ra tham gia, gia gồm dần ha rồi chúng ta sẽ nhìn chung về tóm lược lại những các nhóm ngành của trên thị trường thì hiện tại thì cũng chưa có những cái nhóm ngành nào gọi là quá xấu và hiện tại thì à, vẫn đang cần phải chờ thêm một nhịp nữa một nhịp dàn co hoặc tích lũy hoặc là rung lắc mạnh nữa để những mã cổ phiếu nhóm ngành để những mã cổ phiếu riêng lẻ nó có những cái dấu hiệu nó test về biên hỗ trợ nó lấy lại sự cân bằng thì khi đó sẽ ủng hộ đà tăng hồi phục của thị trường trong thời gian sắp tới cao hơn đó là những cái góc nhìn đánh giá về cái xu hướng thị trường vẫn còn khá là dàn co ở trong giai đoạn này thì cùng nhận định để gửi đến quý anh chị nhà đầu tư tham khảo để có những cái cơ hội đón nghiệp hồi phục trong thị trường trong thời gian sắp tới ha rồi anh chị nào chưa có những cái chưa biết tham gia những mã cổ phiếu nào chưa có điểm mua bán hoặc là chưa có ai hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là quét quả mã qr vào đường link mô tả dưới video để vào đơn anh em cũng đồng hành và hỗ trợ cho chị tốt hơn trong ra tới ha rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo